đây. Hello, chào mọi người. Hôm nay lâu lắm rồi mình bây giờ mới làm lại một cái video đi lặn đi hoàng kèo lặn. Đây, đây là tài xế đúng đây. Thank you.
kia đây mới cách cách kia đây. Bây giờ nó làm cái cầu lại là không cho ké không vô nữa, ít vô chứ học qua học ngã đó. Nếu mình làm hai nhịp thì có ké cái kia lại vô, làm một nhịp một lần cho ké vô nữa. À, chỗ cầu là chỗ đây không? Xin chào mọi người. Đây sáng giờ mình đi bán ké, mình nướng xong thôi, video đến đây là kết thúc nha mọi người.